là mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần, hành trình vợ chia sẻ đi thăm lại một nơi giữ trẻ khuyết tật cả nhà. Ở đây là của các sư ở dưới La Di á. Đây là khu giữa trẻ khuyết tật, những trẻ bị bệnh tật rồi được ba mẹ gửi vào đây. Có đứa thì chủ nhật là được nhà vô đón đi chơi, đi về nhà, còn có đứa thì ở lại, có đứa ở cả năm luôn cả nhà, ở cả năm mới về. Giờ mời cả nhà cùng vào mình thăm các bé và trò chuyện nha. Có bé thì nói chuyện được, còn có bé thì không nói chuyện được, như là có bé cũng không có nghe luôn cả nhà. Nhìn rất là thương lắm. Chỗ này thì em hay vô thường xuyên lắm nhưng mà không có quay. Bữa nay đi ghé lại thăm thì vô mình quay cho cả nhà cùng xem và để coi cuộc sống của các bé như thế nào nha cả nhà. Chung là các bé đã ăn cơm rồi, giờ này các bé vô phòng hết rồi, chuẩn bị đi ngủ. Đây là dãy nhà dành cho các trẻ được sửa làm lại rất là sạch sẽ và gọn gàng. Là nó đi làm ăn ở đâu chứ biết không? Mình thằng ra con ơi, thắng ơi, thắng ra con 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 mấy tuổi? Con mấy tuổi? Lực đây. Con mấy tuổi? Lực đây ha, lực ngầu kia đi, lực ngầu trước đi. Con mấy tuổi? Đó, lực ngầu trước. Lực đây. Con mấy tuổi? Lực đây thôi, lực đây. Rồi, lực đây. Ủa? Con mấy tuổi? Mấy? Lực nhà ở đâu? Ừ? Lực nhà ở đâu? Đây nha cả nhà. Anh này cái bịch tay hoài. Cùng là lâu lâu mới thấy bịch tay. Gần tới giờ được ăn cơm xong rồi, gần tới giờ nghỉ trưa là Con ra trước á, ra đây, ra đây. Mà lật nha. Nói chung là mấy chục đứa nha cả nhà. Đứa là con đứa có anh này không là anh muốn quay lắm. Dạ. Con tên gì? Hả? Biết. Đi ơi. Nói luôn. Chắc cô biết nhà ở đâu hết chứ gì? Không. Không biết luôn hả? Tôi biết rồi. Con biết cha mẹ, có mấy đứa không khùng về hết, còn mấy đứa không biết tên tuổi, không biết tên mình. Dạ, cha mẹ mình ai lại ra, còn một số người biết là về hết rồi. Con đứa Hà đi biết thôi à, con đứa Hà đi biết. Ở đây có Hà, ba đứa biết. Mấy anh này. Là mấy đứa biết thì chén ngoài, mấy đứa biết là to ngoài. Đúng rồi, quay ha, đây này, đây. Quay đứng đây. Đó. Chào đi. Chào đi. Chào này. Chào này, chào lên, lỡ ông ba bà mẹ có thấy ông ba mẹ vô thăm cho. Cái ba trở về đi cho. Con lên. Ba cô chú. Con nghe không cô? Nghe không? Mình nói nghe không? Anh nhớ hả? Thế là có nghe không? Có nghe được mình nói. Có chứ. Có hả? Ừ. Con biết hết á. Bởi vì mình nói thằng kia hỏi tên gì, cái thằng chó nó đập con tao gì nào.
Không được trái bồ ha. Buồn vậy, cười lên chút. Cười lên này. Cười lên cho ba mẹ thấy vô sửa đi. Đi tắm biển. Nó mới điều chỉnh mới lên đấy chứ. À về mới lên. Đây đây anh này rất là giỏi nha cả nhà. Ông nào thì ông công. Không biết nói lại không biết nghe nữa. Nhưng mà chân thì lại đi cập khởn. À. Ê. Thế là anh mở TV lên chỗ mình quay em được mà anh ngắt tiếng luôn hay hả? Ba nó là công biết thôi, chứ là tật thôi, còn dạ. Nó bình thường mà. Nó đâu có đau nữa không mà đâu. Dạ không có đau nhưng mà chân đi, chân đi cập khởn nhưng mà. Vậy đẹp trai bộ. Đó. Đừng đập khởi, đập khởi mà. Giỏi quá vậy. Không nghe. Dạ dạ. Quay lại nha. À, anh này nữa nè. Ngồi vô đó đi. Ngồi à. Ờ đúng rồi. Rồi. Không có quýnh lộn nha. Đó, anh này là anh này rất là mạnh dạn nhất là trong khu này nha cả nhà. Từ quay lại nè. Đó, ha. Chào đi. Chú ơi. Ba ơi. Ba ơi. Mỹ ơi. Chú ơi. Thương nha cả nhà. Cha. Đứng đó cho quay vô. Chào đi. Chào chú. Chào chú. Giỏi quá. Chú ơi. Chú ơi. Đứng trước nên mới quay được. Nói chung là. Đi nào. Cô đó là bắt tay con. Cho cô bắt tay con. Cái nào không thích quay phim đây. Đây có anh này các show khen đẹp. Anh này các show khen đẹp trai nè. Anh rất đẹp trai nha. Tướng cao. Đó. Quên rồi. Anh giật cái con gái hả? Nếu mà mười có là 18 tuổi nhiều quá. 18 tuổi. Dạ. Ba quen à? Đứng trước mới thấy, đứng sau này không có thấy, thấy không? Đó đứng đó mới thấy. Nhìn rất là thương nha cả nhà. Nói chung là. Chào ba của chú. Chào ba chào mẹ luôn. Đó ba mẹ có coi được là coi như là có mối tình tình mới đây đó. Đứng trước mới thấy mình được, đứng sau này không thấy. Nhà con ở đâu? Nói. Rồi bây giờ. Ra quay mấy đứa ngoài kia nữa. Mà phát cô quay. Cho đi nha cả nhà. Ờ ôm như này nè. Đi nha. Có giờ ngủ rồi. Đúng rồi. Có giờ ngủ thì ngủ đi chứ, bữa nào cho quay tiếp. Đứng lên cho bằng chú đi chứ. Đó bằng này. Đó bằng ở đó đi chứ. Ông thích hết vô ai vô ông ôm mà đáng tương. Có mấy đứa gái thì vô đây á, ôm chung chung cho ôm có gì mà có cái mừng lắm, ai ôm mừng lắm. Ở nhà quay đường đoạn mà dẫn được em về ở nhà. À đi ra đó ha, không đâu đi ra đó ta bắt cóc á. Ở đây nè. Ở nhà thấy không?
chụp hình, con chụp hình trên xã với sao? Mấy tuổi tá rồi không? Mấy tuổi, hỏi còn mấy tuổi. Mấy tuổi nào? 2 tuổi. Bao nhiêu ký? 2 ký luôn. 2 tuổi mình 2 ký nè cả nhà. Tướng tá lãm không? Em là không được may mắn như các trẻ khác nhưng mà cũng rất là vui. Đu theo luôn này, không chịu ngủ mà đu theo luôn này. Đây có mấy em cũng đẹp trai này cả nhà. Đó, dừng cái xích đu lại, đừng có đu nữa. Mấy tuổi rồi? Hả, 2 tuổi. Hai tuổi. Hai tuổi. Hai tuổi. Trong kia. Bảy. Dạ. Bảy tuổi hả? Còn hai chân mà mọi người. Trời ơi. Tớ giờ muốn nhắc là cao. Cái này cao cũng mang nhắc tóc đấy chứ mà. Chân chân đẹp gái chị. Trong đây có ai đẹp gái không? Ừ. Nhờ vậy mà hồi nãy biết gọi gái nha cả nhà. Khen rồi đẹp gái rồi. Đúng rồi chị. Đúng không? Ai đẹp gái, ai đẹp gái? Ai, trong này ai đẹp gái? Hả? À, chỉ của anh kia ha, anh kia đẹp gái ha. Với lại nó khen hoài ha. Thì người ta, mình đẹp gái thì người ta khen mình đẹp gái chứ sao đâu. Nó không đeo chiếc miên hoài không à. Ê, à, đây 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 có em đẹp gái nha cả nhà. Đó. Đó. Đẹp gái ngồi còn trai trai đẹp trai nữa này. Mấy tuổi rồi? 8 tuổi ha. Ừ giỏi quá, 8 tuổi, biết mình 8 tuổi. Mấy tuổi? 2 tuổi ha. 2 tuổi. 5 tuổi. À bé này 5 tuổi nha cả nhà. Nói chung là các em ăn cơm xong là nghỉ trưa. Nghỉ trưa nha cả nhà, xíu nữa là đi ngủ. Thôi chị nhã thôi. Rồi hỏi đi. Cái gì? Dạ con đâu? Con thường ta ứng hộ. Con thường ta ứng hộ. Người ta. Người ba. Bây giờ con cần sáu. Rồi, để chú cầm con cầm được nó rung. Vô lắm. Con mượn cầm. Con mượn cầm không có mượn được. Không mượn được. Cho vô đi ngủ á, cho vô đi ngủ á. Quay ơi, quay ơi, có mượn. Có mượn. Thôi được, thôi được. Thôi, thôi, thôi ra. Lâu lâu lại đi vô thăm các em đó và trò chuyện rồi nhìn nó cũng vui vui cả nhà. Nói chung là các em thì mỗi đứa mỗi hướng khác nhau luôn. Về đây là chung một nhà nè. Đây là có bé này mới vô sáng nha cả nhà, bé này mới được nhận vô sáng. Nào có gì đó biết gì đó coi. Ừ? Nhà lệnh phi nhà anh Bình Trúc. À chợ Bình Trúc, chợ Bình Trúc là biết không? Anh nói chợ mai bán chợ Tết vậy á. Chợ Bình Trúc là đâu, ở đây về nhà gần không? Gần ha. Đây về nhà gần nhưng mà không biết nhà ở đâu. 7 tuổi hả? 7 tuổi. Dạ. Nè bé con. Con nhà con là con căn 6. À căn thứ 6 hả? Dạ. À căn thứ 6. Con để quay, để quay. Chờ á, chờ vô chờ ẩm đi ngủ á. Con lì quá, chờ ẩm đi ngủ á. Chưa đâu, chưa ngủ đâu. Chưa ngủ. Mấy giờ ngủ? 9 giờ ngủ ha, giờ này 10. Dạ. Đây là trưa rồi. Mà, không có mượn được, không có mượn.
thạch bình, thạch bình. Nói chung là giờ này mà trưa nha, nhà 11 giờ rồi đó. Mới nói là 9 giờ đi ngủ. Ở này vui không? Ừ, vui ha. Tết về. À Tết mới về một lần ha. Tết mẹ con lên đón về chơi. À Tết ba lên đón về chơi. Mẹ con. À Mỹ ha. Nhà có anh có em gì không? Có. Có ha. Đó mượn đi quay giờ dẫn vô đi trả nhưng mà phải quay phim mới chịu vô nha cả nhà. Giờ dẫn vô trả rồi. Dẫn vô trả phải quay mới chịu đi nè. Rồi, đi vô gần vô ngủ rồi. Giỏi giỏi rồi, bữa nào mình Mỹ vô đón về đi tắm biển. Hả? Không hả? Ừ đi trả. Hả? Không tắm biển hả? Đâu ừ đi. Ủa ra lại nha. Rồi lấy chiều có làm gì không? Bye bye. Thầm em nó có bữa thì vô gặp, còn có bữa mà vô không có gặp rồi cả nhà. Chủ nhật có tuần là em về hết, còn có một hai đứa thôi. Tuần này như nói mấy chục đứa mà về hết rồi còn có mười mấy đứa là sao đó. Đây. Bướm đã mà nhà. À, luôn á. Bướm to to bự bự. Có muốn về nhà không? Có ha, nó muốn về nhà ha. Nói chung là đứa biết á, nó cũng muốn về nhà cả nhà. Bởi vì cha mẹ mà nhưng nào cũng muốn về nhà mà điều về nhà nhiều lúc cha mẹ bận rộn công việc quá rồi không ai chăm ai lo. Vô đây các sơ cũng chăm chu đáo. Nói chung mà ăn ngày ba bữa, đồ ăn thì rất là nhiều. Rồi tới giờ thì lại đi ngủ, được đi ngủ. Còn ví dụ như ở nhà là nhiều lúc cha mẹ bận là cứ đi quầy nắng rồi đồ không ai quản được á. Nói chung mà có cái sơ cũng rất là tiện. Và trước là vô thăm cái sơ, thăm cái trẻ rồi sao là cũng quay đoạn là biết cho cả nhà cùng xem và cùng chia sẻ với lại các bé vui buồn đó, nó lộn xộn ở nhà. Nói chung là các sơ nhìn cũng cực nhưng mà lại vui, vui với các em ăn uống khỏe mạnh rồi. Và cuối cùng là cái video cũng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã theo dõi và quý ông bà cô chú anh chị mà yêu thích cái video này thì nhớ chia sẻ video và cho em một like, và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha để ủng hộ những cái video tiếp theo. Vô đây không có gì, có biết đi thăm các em thôi. Bởi vì các sơ không có thiếu gì, người ta cũng cho nhiều lắm nên mình chỉ đi thăm, mình nói chuyện rồi mình quay video chia sẻ những cái hoàn cảnh đó của các em. Rồi ai thương đồng cảm thì cho lượt thích và để lại cho mình bình luận. Rồi bye bye. Bye bye.
Lỗi quá đi thôi luôn á. Rồi chào cả nhà nha. Cả nhà một ngày thật là vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video à. Thế nào?